Chào mừng các bạn đến với kênh Giao thông An toàn. Hãy đăng ký theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất nhé. Những mẫu xe sang cũ đáng mua hơn cả xe mới. Dù đã trải qua ít nhất một đời chủ, nhưng những mẫu ô tô cũ hạng sang với tầm giá khá hấp dẫn dưới đây sẽ khiến bạn được nâng tầm đẳng cấp khi cầm lái. Thứ nhất, Mercedes-Benz S-Class 2007-2013, mã hiệu W221. Mercedes S-Class có thể được xem là tiêu chuẩn của dòng xe hạng sang trên thế giới. S-Class có rất nhiều phiên bản với công suất mạnh mẽ và đầy đủ những tiện nghi sang trọng. Một số xe đã qua sử dụng với một số km chấp nhận được, giá của nó có thể ngang bằng với một chiếc Toyota Camry đời mới. Một điều bạn cần lưu ý là phải xem kỹ lý lịch xe, các chi tiết đã thay thế và nhờ nhân viên hãng kiểm tra chất lượng những bộ phận thường hư hỏng của dòng xe này. Ngoài ra, bạn cần nghiên cứu kỹ nên mua dòng nào, ví dụ như S400 hay S500 và những tùy chọn có trên dòng xe đó. Chẳng hạn với phiên bản 4Matic, xe sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, và đối với dòng xe có logo Bluetech, xe sẽ sử dụng máy dầu để đạt hiệu quả nhiên liệu tốt hơn. Thứ hai, Hyundai Genesis Sedan 2009-2014. Giá rẻ là điều mà khách hàng khi mua xe ô tô cũ nào cũng thích, đặc biệt khi bạn mua một dòng xe sang dùng V8 với công suất lên đến 480 mã lực. Hơn thế nữa, nó còn được bán với mức giá chỉ bằng một nửa so với lúc mua chỉ sau vài năm sử dụng. Với hệ thống dẫn động cầu sau, thiết kế sang trọng và đầy đủ tiện nghi cao cấp, dòng Genesis của Hyundai là một mẫu xe giúp hành khách cảm thấy thoải mái khi đi đường xa. Khi mua xe cũ, bạn nên đảm bảo các tính năng cao cấp đều có đủ và hoạt động tốt như sưởi ghế, dàn âm thanh Lexicon, dàn che nắng và hệ thống ga tự động. Một điểm đáng chú ý là xe sử dụng động cơ V8 5.0 lít, từng gọt vào top 10 động cơ tốt nhất, và mẫu xe này cũng nhận được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ô tô. Thứ ba, Lexus ES 2007-2012. Từng lọt vào danh sách những xe đáng tin cậy và giữ giá tốt trong ngành công nghiệp ô tô, thương hiệu Lexus nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đánh giá của khách hàng về nhãn hiệu sang trọng qua khảo sát của công ty thị trường JD Power. Sở hữu không gian nội thất rộng rãi, sang trọng và hiện đại, ES là dòng xe tuyệt vời ngay cả khi di chuyển trên cao tốc. ES sở hữu khoang nội thất gần như là tinh tế nhất trong phân khúc. Xe sử dụng động cơ V6, sản sinh công suất 272 mã lực. Nó có thể được xem là chiếc xe sang rất thông minh và đáng đồng tiền bát gạo cho người chủ sở hữu. Thứ tư, BMW 5 Series 2004-2010, mã hiệu E60. Sở hữu ngoại hình độc đáo, đây là một trong những dòng Series 5 bán chạy nhất của BMW. Hãng đưa ra khá nhiều tùy chọn cho khách hàng về động cơ và hệ thống dẫn động, bao gồm cả gói độ thể thao. Đối với dòng xe này, trước khi mua, bạn nên kiểm tra kỹ bình ắc quy, hệ thống điện của bảng điều khiển và sự rò rỉ của các van trong hệ thống máy V8. Đặc biệt lưu ý khi đèn check engine sáng. Cụ thể, bạn có thể tìm mua mẫu BMW 530, dùng động cơ 6 xi lanh, thẳng hàng, dung tích 3.0L. Phiên bản này khá lành, đáng tin cậy khi đi đường xa và chi phí bảo trì cũng thấp hơn. Thứ năm, Infiniti G37 2009-2013. Mẫu xe này được khách hàng trên thế giới đánh giá cao về sự bền bỉ. Đây là cỗ máy ít bệnh nhất so với các xe trong phân khúc này. Nó cũng được công ty khảo sát thị trường JD Power đánh giá rất cao. Xe dùng khối động cơ 330 mã lực cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nội thất đầy đủ tiện nghi cao cấp và đi kèm đó là hệ thống an toàn rất cao. Phiên bản thể thao được bổ sung mâm kích thước lớn, cụm thắng to hơn, hệ thống giảm sốc cứng giữ xe cân bằng. Tính năng cao cấp gồm ga tự động, đèn bi xenon, âm thanh Bose, cửa sổ trời, camera lùi và rất nhiều tiện nghi khác. Thứ 6, Audi A6 2005-2011. Audi từng tung ra thị trường rất nhiều phiên bản A6 với những trang bị khác nhau. Vì vậy, khi tìm mua xe cũ, bạn phải đảm bảo xe có các tùy chọn như sưởi ghế, hệ thống dẫn đường, âm thanh cao cấp và trần xe dùng da lộn Alcantara. Đa phần xe sử dụng máy V6 và V8,
chuyển động thông qua hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro lừng danh. Bên cạnh đó, có một số lượng khá hiếm phiên bản hiệu suất cao Audi S6 dùng máy V10. Thứ 7, Land Rover Range Rover 2002-2012. Trong danh sách này, đây là chiếc xe sang trọng duy nhất có thể giải quyết các cung đường địa hình phức tạp. Tất nhiên, nó vẫn mang lại cảm giác sang trọng đẳng cấp, thượng lưu cho người chủ sở hữu. Thế hệ này được hãng xe Anh Quốc trang bị động cơ V8 siêu nạp và tùy theo túi tiền, bạn sẽ lựa chọn được các phiên bản với những tùy chọn nội thất khác nhau. Khi mua xe sang, bạn phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, đặc biệt với Land Rover. Phải xem kỹ toàn bộ xe, gồm hệ thống máy lạnh, tản nhiệt cho động cơ, trục truyền động, đặc biệt lưu ý đến hệ thống giảm xóc bằng khí nén rất dễ hư hỏng, kiểm tra rò rỉ nước làm mát và dầu thắng. Cuối cùng nếu được thì bạn nên mua thêm gói bảo hành cho xe. Người dùng đánh giá Mercedes-Benz C-Class hơn 10 năm tuổi, đừng nghe lời đồn truyền miệng. Tốn xăng hay hỏng vặt và chi phí thay phụ tùng đắt đỏ là những nhận xét thường thấy dành cho xe Đức nói chung và Mercedes-Benz nói riêng. Chia sẻ từ người sử dụng chiếc C200 hơn 10 năm tuổi sẽ phần nào làm sáng tỏ những nghi ngại đó. So với xe Nhật và Hàn Quốc, những chiếc xe ô tô Đức thường mất giá nhanh hơn sau một thời gian sử dụng. Tại cùng thời điểm mua, một chiếc Mercedes-Benz C200 có giá cao hơn Toyota Camry, nhưng chỉ sau vài năm, giá chiếc C200 cũ bán lại có thể chỉ ngang Corolla Altis cùng đời. Tưởng như một món hời, nhiều người bắt đầu muốn nhảy hố vôi, ám chỉ tham gia một thú chơi tốn kém cả công sức lẫn tiền bạc. Đảo qua các chủ đề liên quan tại một vài diễn đàn về ô tô, hay hỏi những người xung quanh đã và đang sử dụng xe một thời gian dài, câu trả lời thường được nhận là tốn lắm, nuôi như nuôi con nghiện. Khá yêu thích xe Đức, nhưng đang dùng chiếc Toyota Corolla Altis, tôi quyết định gặp một người có nhiều năm sử dụng xe Mercedes-Benz, đã mua và sử dụng những chiếc xe cũ để xem liệu mình có nên nhảy hố vui hay không. Anh Hiệp là quản lý doanh nghiệp và có đam mê tìm hiểu về kỹ thuật ô tô, đặc biệt là xe Đức. Anh đã từng cầm lái những chiếc E-Class chính hãng đời đầu tại Việt Nam mà công ty anh đặt mua về phục vụ kinh doanh. Hiện nay, anh Hiệp đang sở hữu một chiếc Mercedes-Benz C200 2007 và một chiếc C180 2003. Cả hai xe đều được mua dưới dạng đã qua sử dụng. Chiếc C200 đã lăn bánh hơn 100.000 km, trong khi chiếc C180 có số ozô hơn 200.000 km. Một chiếc C200 2007 còn tốt, được đang giao bán trên thị trường với giá khoảng trên 400 triệu đồng. Dưới đây là chia sẻ của anh Hiệp về chiếc xe của mình sau vài năm sử dụng, cũng là câu trả lời cho một số thắc mắc thường gặp của những người muốn tìm hiểu về xe Mercedes-Benz cũ. Thứ nhất, muốn tránh nuôi con nghiện, cần am hiểu. Tôi thừa nhận quan niệm nuôi xe như nuôi con nghiện này đúng, nhưng đã lỗi thời. Trước đây việc bảo dưỡng hay thay thế phụ tùng ngoài vào hãng khó tìm được lựa chọn nào khác. Mỗi lần xe hắt hơi sổ mũi, khi được đưa vào hãng sẽ khá đau đầu khi nhìn hóa đơn, tới cả trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, vào thời buổi công nghệ đã phổ cập, trong khoảng 4 đến 5 năm gần đây, mua phụ tùng xe Đức ở ngoài không thiếu với giá thấp hơn khá nhiều. Hàng nhái tôi không đề cập đến. Hàng chính hãi có thể đặt mua từ eBay từ Mỹ hay châu Âu về, thậm chí đặt từ Trung Quốc. Mercedes-Benz có thị phần khá lớn tại Trung Quốc, nhà máy được đầu tư mạnh, nhân công dồi dào, nên giá phụ tùng tại đây thấp hơn là điều hiển nhiên. Chất lượng sản xuất của hãng xe Đức phải đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Ở Việt Nam cũng vậy, với mác xe Merc lắp ráp. Đổi sử dụng xe Mercedes với chi phí thấp cũng phải am hiểu về xe. Tôi lấy ví dụ thế này, với chiếc xe của tôi, khi chiếc cảng A về sau, khi đi một thời gian sẽ lão hóa phần đệm cao su. Đơn giản, chỉ cần thay trên cao su cảng A là xong. Càng có mèo đâu mà phải thay cả bộ. Ngày xưa công nghệ chưa phổ cập, người ta còn chưa thay được miếng cao su, nên chủ xe sẽ phải móc cả khoản hầu bao lớn để thay nguyên bộ càng. Giờ đây, có máy ép thủy lực, ép được miếng cao su hoàn toàn nhanh chóng, chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng. Một khi vào hãng, sự sửa chữa là rất ít, tuyệt đại đa số là thay thế, mà đã thay thì chi phí không hề nhỏ. Tôi không tiếc cả chục triệu đồng thay càng A nếu như đó là điều bắt buộc. Còn trong trường hợp này, tôi thấy thay toàn bộ là không cần thiết, lãng phí tiền. Một số chi tiết như má phanh mòn hay gioăng cao su mòn theo thời gian thì thay bộ phận đó là điều đương nhiên. Về xăng cộ uống như nước, tôi khẳng định điều đó là không đúng với chiếc C200 này. Bạn đi chiếc Altis máy hơn 130 mã lực,
ăn xăng trung bình từ 7 đến 8 lít cho 100 km, thì tôi đi chiếc C200, máy hơn 180 mã lực, ăn xăng 10 đến 11 lít cho 100 km hỗn hợp là điều dễ hiểu. Bỏ khoản chênh lệch về xăng đó, tôi được tận hưởng chiếc xe mạnh hơn khá nhiều. Hơn nữa, sau nhiều năm sử dụng Merc, tôi đã quen xe nên việc điều số và vòng tua theo ý muốn rất dễ dàng. Tốc độ thấp ở số cao, vòng tua thấp giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thứ hai, như thế nào là hỏng vặt? Người ta thường sợ khi có đèn hay thông báo trên bảng táp lô Mercedes-Benz cho rằng xe hay hỏng vặt và báo lỗi tùm lum. Tôi đánh giá đây là điểm mạnh, là tính năng an toàn mà những chiếc xe Nhật hay Hàn cùng tầm tiền không có được. Má phanh mòn, xe báo chi tiết độ mòn. Đèn chiếu biển số hỏng, xe báo cụ thể vị trí hỏng. Hay đến thế cơ mà. Tôi từng lái chiếc Daewoo Gentra mà má phanh mòn không ai biết. Nhớ có lần vượt xe trên đường quốc lộ, bất ngờ thấy xe tải ập tới, phanh rúi rụi mà không thấy xe giảm tốc độ. May sao, tôi xử lý phanh kịp bằng số nên thoát hiểm. Xác định thả vỡ hộp số còn hơn nguy hiểm tới tính mạng, xém chết. Nói thế để mọi người hiểu rằng, việc báo lỗi trên táp lô xe Mercedes-Benz hay cả BMW, Audi khá thông minh. Thử nhìn xem trong phân khúc C200, xe Camry hay Accord có tính năng như vậy hay không. Các chi tiết khác trên xe, đến kỳ đầu hao mòn, xe nào cũng vậy, kể cả Toyota hay Hyundai, không cứ phải xe Đức. Mòn má xe mà báo cho mình biết để thay thế là tốt, chứ nhiều người đi xe không để ý, phanh mòn vẹt rồi, cũng chẳng biết, rất nguy hiểm. Thứ ba, đi xe Đức cảm thấy được tôn trọng. Tôn trọng ở đây không phải là người ngoài tôn trọng mình, mà là chiếc xe tôn trọng chủ của nó. Các tính năng an toàn khỏi bàn, ngay cả với những chiếc C-Class bình dân đã có tuổi đời hơn chục năm. Khung gầm chắc chắn, vỏ xe dày, khả năng cách âm rất tốt, lỗi đến đâu, hao mòn đến đâu, xe báo cụ thể đến đó. Bản thấp nhất dòng C-Class 2007 đã được trang bị âm thanh Harman Kardon Logic 7. Ở phía ngoài, xe có đèn xenon tự động, đèn sương mù tự động theo góc lái. Cảm biến xung quanh xe được bố trí đèn báo trước, sau, rất tinh tế. Để kể hết còn rất nhiều. Thiết kế từng chi tiết trên xe dường như đã được nghiên cứu rất kỹ dựa trên việc sử dụng xe thực tế để đem đến trải nghiệm tốt như vậy. Thứ tư, người ta cứ chê giá xe cũ giảm mạnh, mình được hưởng lợi thôi. Tâm lý người mua hàng đa số theo phong trào, xe giữ giá hay mất giá cũng từ cái phong trào và truyền miệng đó mà ra. Bố tôi là người cũng đã từng sử dụng xe hàng chục năm, khi thấy tôi mua về chiếc C200 2007 giá chỉ hơn 400 triệu liền thốt lên. Sao tiền ngân ấy mà mua được cái xe như thế này, không mua xe này còn mua xe nào nữa. Người ta cứ chê và e sợ sử dụng xe Đức khiến xe cũ giảm sâu. Nhờ thế tôi thấy hời khi mua xe cũ, có lên đời tôi cũng chỉ chọn Mercedes-Benz. Và tôi muốn nhấn mạnh là dòng C-Class, riêng S-Class ở tầm khác, sửa chữa phức tạp hơn rất nhiều. Dòng xe lành, mua cũ được và chi phí chăm xe một năm có khi không đến 10 đến 20 triệu đồng nếu xe tốt.